Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm miếng bít tết dát vàng và phép thử khắc nghiệt với ông Nguyễn Phú Trọng. Đúng là kẻ ăn ốc, người đổ vỏ. Tô Lâm nhậu bít tết dát vàng, Nguyễn Phú Trọng không được miếng nào đã đành. Mấy ngày nay đã đang phải vắt óc nghĩ kế dọn dẹp đống phế thải do Tô Lâm thải ra. Nguyễn Phú Trọng vừa ký chưa giáo mực bản quy định số 39 về những điều đảng viên không được làm. Quy định này giữ nguyên 19 điều cũ, kế thừa cơ bản một số điểm còn phù hợp, bổ sung một số điểm mới. Chống lại các biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức và lối sống, hưởng lạc là một trong những nội dung được ông Trọng nhấn mạnh ở đây. Hành vi ăn chơi, nhảy múa tới bến của Tô Lâm ngay cuối tuần qua tại trung tâm của chủ nghĩa tư bản đã nhổ toẹt bãi nước bọt vào bản quy định của ông Nguyễn Phú Trọng vừa ký. Đây là hình ảnh, bức ảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đút miếng thịt bò dát vàng và được cư dân mạng chế lại một cách hài hước. Ngay lập tức, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã có phóng sự nóng về video Bộ trưởng Bộ Công an ăn bít tết dát vàng gây phẫn nộ. Và hãng tin ABC News, tức là AFP, đăng phóng sự đặc biệt cuối tuần kèm theo hàng loạt bức ảnh và video với tựa đề Người Việt Nam khó chịu khi xem hình đầu bếp thánh rắc muối đút miếng bít tết dát vàng vào mồm Bộ trưởng Bộ Công an. Còn tờ báo Daily Mail Anh Quốc thì giật tít rằng quan chức Cộng sản Việt Nam bị bắt quả tang được bón một miếng bít tết dát vàng trị giá 1.450 bảng Anh tại nhà hàng Ritz-Bét Berlin. Còn dư luận trong nước thì khỏi phải bàn. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, hàng mấy chục bài viết xuất hiện trên chủ đủ các loại kênh truyền thông khác nhau. Từ Facebook, mạng xã hội, từ những blogger đến các tweet của các trí thức, nhà văn, kể cả các cựu chiến binh. Không thể kể hết ra đây những bài phân tích và bình luận xuất sắc cả về nghiệp vụ báo chí lẫn chính trị và chính luận. Tất cả đều phác họa lên chân dung của Tô Lâm và đồng đảng thô lậu và kịch cỡm. Hổ danh thành viên của đoàn chính phủ từ một đất nước nghèo mạt dẹp, người dân phải lang thang vật vờ khắp nơi trên thế giới để kiếm sống. Đây là cũng là hình ảnh ở Anh, 39 người Việt Nam đã chết tức tưởi trong xe container đông lạnh, làm cả thế giới bàng hoàng và sững sờ cách đây không lâu. Đàn ông thì phải bán sức lao động làm thuê, thất nghiệp thì làm tội phạm, buôn người, buôn ma túy, xung vào các băng đảng để giết người, cướp của. Đàn bà thì bán thân làm nô lệ tình dục, làm kẻ ăn cắp vặt ở các siêu thị, ấy thế mà vẫn sướng ngôn viên trên đài truyền hình trung ương cơ đấy. Đẩy tai tiếng cả về nhân cách, danh dự cá nhân lẫn thể diện quốc gia. Trong đoàn chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm châu Âu, Tô Lâm một lần nữa lại lộ ra nhân cách thấp hèn. Để chứng minh cho điều trước đó vào năm 2017, ông ta đã chỉ huy đàn mật vụ với tướng lĩnh của mình sang bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay ở Berlin. Ông Tô Lâm chỉ biết có miếng ăn mà không biết đến nhân dân đang khốn khó. Ở ngay nơi 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thảm, ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đớp miếng thịt bò dát vàng hàng ngàn đô rồi nhanh nhẩu hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông Thủy tổ Cộng sản Thế giới Karl Marx và Thủy tổ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng trung thành vô hạn với lý tưởng chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no, hạnh phúc cho vô sản. Thật là không chỉ tận cùng của bất lương, Tô Lâm còn là hiện thân của sự tận cùng, dối trá. Thật ra cả ông Trọng lẫn ông Tô Lâm thừa những kẻ mưu hèn kế bẩn để dẹp vụ lùm xùm nói trên. Trước mắt cứ cho đàn áp thật dữ, xã hội sẽ bớt la lối. Phải bố trí tiếp đón Tô Lâm khi về đến Nội Bài thì thật hoành tráng để vô hiệu hóa mọi lời đàm tiếu về vụ ăn bít tết ở nước Anh. Tiếng nói phản kháng dù quyết liệt đến mấy của người dân lên án bộ đôi Trọng và Lâm trong cái nhà tù khổng lồ mang tên Việt Nam cũng sẽ hầu như rơi vào vô vọng. Đây là hình ảnh 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an Việt Nam nửa đêm đột nhập vào làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lô Đình Kình một cách man dợ ngay trong phòng ngủ vào tối ngày 9 tháng 1 năm 2020, mặc dù cụ là một đảng viên lão thành cách mạng. Trong những điều kiện bình thường cũ, Nguyễn Phú Trọng cũng sẵn sàng tăng cường khủng bố trắng, bỏ qua cho Tô Lâm xì cân đan bít tết, kết vàng dòng ăn được ấy. Nhưng kẹt nỗi quy định ông vừa ký chưa giáo mực mà Tô Lâm lại vô hiệu hóa bằng cách ấy
đặt ông Trọng vào phép thử lưỡng nan. Hiện nay, ông vẫn cho Tô Lâm thẳng tay bắt bớ trí thức và đàn áp các tổ chức dân sự, mà ông gọi đó là bọn cặn bã trong xã hội. Cả ông Trọng lẫn Tô Lâm hy vọng vào bàn tay sắt của cấp thừa hành. Ngặt một nỗi, hiện thời Liên Hợp Quốc cũng đang gây nỗ lực gây sức ép vụ Phạm Đoan Trang quá dữ. Rồi gần đây, hàng ngày xuất hiện quá nhiều những tiếng kêu oán thán, những đoạn trường Tân Thanh, tức là tiếng kêu xé ruột của các cựu chiến binh. Tù nhân lương tâm, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 70 tuổi, cũng đang bị thụ án 12 năm tù. Thay mặt họ, nhỏ lệ sám hối như sau. Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến, thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh. Thắng lợi mang về là làm khổ dân tình, đều cáng lên ngôi tham lam và tội ác. Bài thơ được cư dân mạng phụ họa như sau. Đọc mà nước mắt tuôn rơi, để thương để nhớ một thời can qua. Bao giờ dân chủ nước nhà, bài thơ sẽ được đưa ra giảng được. Đều cáng lên ngôi và tham lam và tội ác. Đúng vậy, có lẽ chưa bao giờ Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam của ông ta giành được một kỷ lục về truyền thông như của cuối tuần vừa qua nhờ sự tham lam và tội ác của bọn họ bấy lâu nay. Đây là hình ảnh các tù nhân lương tâm bị giam giữ gần đây, hầu hết là các nhà báo độc lập đưa tin và biểu đạt quan điểm một cách ôn hòa. Hơn cả một kỷ lục Guinness ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế, đề nghị các nhà sách phải thống kê cấp tốc để sau này khỏi thất lạc, vì một số bài viết trên các trang mạng ở trong nước sẽ bị bóc gỡ hoặc can thiệp với mạng xã hội giúp bóc gỡ khi Tô Lâm về đến Việt Nam. Mà từ trời Âu, sau khi được biết dư luận xã hội về hành vi của mình, Tô Lâm vẫn nhắn tin về cho cánh đàn em rằng chờ tôi về sẽ gặp lại những người công tác ở đơn vị cũ. Thật là tận cùng của sự giả dối, đấy chẳng qua là ám hiệu để đàn em ở nhà lo chuẩn bị các kịch bản để Tô Lâm đối phó với ông Trọng và với dư luận trong nước về vụ bít tết giạt vàng. Tô Lâm là một trong hai quan chức Việt Nam đang bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật nhân quyền Magnitsky do 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới xúc tiến. Ông ta bị cáo buộc có hành vi nghiêm trọng đối với các nhà đấu tranh vì nhân quyền. Ông ta là một trong những kẻ đầu têu tại Bộ Chính trị của đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vụ tập kích nông dân Đồng Tâm, đã ra lệnh tiến hành nhiều biện pháp chống nhân quyền. Đã cho trả thù về mặt kinh tế đối với các nhà hoạt động, gồm buộc chủ kinh doanh đuổi việc hoặc đe dọa khách hàng của các nhà hoạt động, từ chối cấp hộ chiếu và cấm họ di chuyển bằng các bản án bỏ túi. Thông cáo báo chí còn nêu rõ, trong hơn một thập niên vừa qua, các giới chức chính quyền Việt Nam tiếp tục siết chặt quyền tự do biểu đạt và bức hại các nhà báo, công dân, các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật nhân quyền Magnitsky do 10 tổ chức xúc tiến. Tô Lâm đã thông qua địa vị của mình để ra lệnh đàn áp khủng khiếp, tra tấn dã man và bỏ tù hơn 500 tiếng nói đối lập. Đại diện của 10 tổ chức rồi đây sẽ gặp Liên minh châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội hai nước Anh cũng như Canada để kêu gọi họ áp dụng những biện pháp chế tài đối với các quan chức vi phạm nhân quyền khét tiếng hiện nay ở Việt Nam, mà trong đó có Tô Lâm. Ngoi lên làm thủ lĩnh của hơn 5 triệu đảng viên, giành giật có khi nước mắt lã chã trước đài truyền hình trung ương để trở thành vua của gần 100 triệu dân dù chỉ tồn tại trong mấy tháng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã trải qua một cách khá chật vật và biết bao cuộc sát hạch lịch sử. Nhưng cuộc trắc nghiệm lần này lành ít dữ nhiều. Ông Trọng thì đã trà đạp lên hiến pháp bằng cách đặt cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam lên trên hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và để nhốt quyền lực lại cho riêng bản thân mình, ông Trọng cũng đã ngồi xổm trên điều lệ đảng. Theo đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không được nắm quyền quá 2 nhiệm kỳ, nhưng ông thì vẫn làm. Và cuối cùng thì phép thử lần này xem ra khó nuốt nhất, hãy đợi đấy. Nguyễn Phú Trọng sẽ chảm Tô Lâm thế nào, sẽ biết được gan của ông Tổng Bí Thư to đến đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tô Lâm miếng bít tết rát vàng và phép thử khắc nghiệt với Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de